cách hóa giải làm nhà năm phạm thái tuế. Trong thực tế, không phải lúc nào gia chủ cũng có thể rời thời điểm làm nhà lại được, vì nhiều lý do khác nhau buộc gia chủ phải tiến hành xây nhà trong năm hạn thái tuế. Sau đây là một số phương pháp giúp gia chủ hóa giải làm nhà phạm thái tuế. Cúng giải hạn thái tuế. Để giải hạn thái tuế, cúng sao giải hạn phạm thái tuế thì gia chủ có thể cúng thái tuế sau khi cúng giao thừa xong hoặc có thể chọn một ngày hoàng đạo khác phù hợp để trưng đồ lễ vật để cúng. Các ngày hoàng đạo để cúng thái tuế được ghi nhớ theo những ngày tháng này. Lưu ý đây là ngày tháng âm lịch, gia chủ có thể chọn một trong số những ngày này và chọn giờ lành để cúng nhé. Ngày 12 tháng riêng. Ngày mùng 3 tháng 8 tháng 3. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 7 tháng 5. Ngày 19 tháng 7. Ngày mùng 3 tháng 12 tháng 8. Ngày mùng 9 tháng 9. Ngày mùng 1 tháng 12. Mâm cúng giải hạn thái tuế. Một trong những cách giúp hóa giải ảnh hưởng của sao thái tuế là tiến hành thủ tục bày mâm cúng thái tuế tinh quân. Trong mâm cúng này, gia chủ cần trưng bày mũ ngựa, bộ quần áo thái tuế, vàng kim nguyên bảo, vàng thỏi, tiền vàng. Ngoài ra còn có 3 loại thịt, gạo, mâm ngũ quả, 5 chiếc bánh bao chay, gà xôi, 2 bát chè ngọt, 5 màu hoa hoặc hoa cúc, trà, thuốc, trầu, cau, 5 ly gồm 1 ly rượu, 1 ly trà khô, 1 ly nước, 1 ly gạo, 1 ly muối. Sau khi trưng bày và thực hiện thủ tục cúng vái thì gia chủ sẽ hạn chế được phần nào ảnh hưởng của hạn thái tuế gây ra. Mâm cúng giải hạn thái tuế vô cùng cầu kỳ. Mâm cúng giải hạn thái tuế vô cùng cầu kỳ. Văn khấn giải hạn thái tuế. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật mẫu, Thiên mẫu, Thánh mẫu. Nam mô 108 danh, 12 khế vô cấu tán thán Phật mẫu. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, cõi Lưu Ly phương Đông cùng nhất thiết chư Phật. Nam mô giáo chủ Mật tông Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô các chư vị Phật, các chư vị đại Bồ Tát và cùng các vị thần linh. Phụ thỉnh 3 lần. Tam tinh chiếu hiệu lệnh, thiên thượng nhật nguyệt lai cộng ứng, nam đầu bắc đầu thôi ngũ hành. Phật hiển linh sắc chân lệnh, bát quái tổ sư kỳ trung hình, ngọc chỉ phụng lệnh thái tuế nhâm dần niên, trực niên tạ thái đại tướng tinh quân đáo thử trấn. Thất tinh ngũ lôi hộ lưỡng biên, lục giáp thần tướng đáo cung tiền, lục đinh thiên binh thủ hậu doanh, thiên cung tứ phúc thần cộng giáng, chiêu tài tiến bảo tối đương minh.